Tết tiếp con lọc nhạc của Ma Giang EQ20 gửi cho bác Sơn ở thành phố Thái Bình. Ở đang sau đang cắm vào cổng lai và cắm vào cổng lai ao ra. Thì ba cái nút này anh em để nguyên không bấm vào. Đây là đường lai và đường tép này, còn đây là đường có lọc và không có lọc. Bấm vào là không có lọc, nhả ra là có. Xuất sắc luôn về chất âm con này. Lọc Ma Giang thương hiệu Mỹ. Đường vào, đường ra. Đó. Ok.